Rồi, lên tiếp cho anh em hai cây sườn em ở đây 50 hàng zin đã ship phong địa Nhật về, tình trạng là sườn cực đẹp. Sơn si zin toàn bộ, không bắn cút, không lỗi lầm, không một lũng nha anh em. Thì hai cây này mình bán cho anh em với giá một cây là 1,4 triệu một cây nha. Đó, mình cứ ghi mã mà ơi. Nói chung mình ghi cho anh em chọn cái dễ thôi. Còn cái sườn này nó đều nó như nhau nha anh em. Này ok. Sơn zin 100% nha, không bắn cút nha. Không lỗi lầm. Thôi chốt cái nào alo em 0933996332 ha. Đẹp, ok. Không có lỗi chút nào hết. Đây, cây má bơi sơn zin 100%, không bắn tốt. Chiều tư 1 cây nha anh em. Có 2 cây nè. Đồ mình hôm nay giá rác lắm nha anh em ơi. Cái sườn này anh bán còn bán giá này là ok lắm, mấy vài bữa là giá không còn giá này đâu. Hôm nay xem ở đây hết xe, giá đồ nó rất là mắc. Rồi 1,4 triệu cây anh em, chốt alo mình với số điện thoại là 0933996332.